Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bà trùm hoa hậu Phan Kim Dung cung gian hoa hậu trao tặng 20 triệu cho mỗi hộ dân bị sập nhà ở tỉnh Quảng Ngãi. Vừa qua, cơn bão số 9 đã càn quét đổ bộ các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề, đau xót trước những hình ảnh tang thương. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam quyết định lên đường, tiếp tục chuyến đi thứ hai cứu trợ người dân gặp nạn. Mang theo niềm gửi gắm cũng như ủy thác từ mọi người, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hành trình cứu trợ người dân tại hai tỉnh tâm bão số 9 là Quảng Ngãi và Quảng Nam. Chuyến đi do Phó trưởng Ban tổ chức bà trùm Hoa hậu Phan Kim Dung dẫn đầu. Các thành viên tham gia gồm Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Thúy An, Á hậu Thái Như Ngọc, người đẹp nhân ái Thùy Tiên, ca sĩ Quốc Thiên. Đồng hành ủng hộ chuyến cứu trợ còn có doanh nhân Đức Huy đã tổ chức show diễn ở phòng trà không tên, quyên góp được 1 tỷ 150 triệu ủng hộ người dân miền Trung. Chiến dịch Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ liên tiếp kêu gọi được lòng hảo tâm của các mạnh thường quân không ngừng nghỉ. Tổng số tiền quyên góp đợt cứu trợ miền Trung thứ hai cập nhật đến nay đã là con số 3,5 tỷ đồng. Và sáng ngày 1 tháng 11 năm 2020, đoàn cứu trợ của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có mặt tại các địa điểm đầu tiên như huyện Sơn Tịnh, huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi. Đặc biệt, đoàn đã phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức chương trình Mái ấm tình thương, hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra. Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, gian Á hậu, Hoa hậu cũng ban tổ chức dành riêng 950 triệu đồng giúp đỡ bà con Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề sau bão số 9. Trước đó, ở chuyến cứu trợ đầu tiên, đoàn đã thăm hỏi và trao tặng 2 tỷ đồng tận tay đồng bào miền Trung ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Gian Người Đẹp và Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã tiến hành trao tiền tận tay cho 45 hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn, mỗi trường hợp 20 triệu đồng. Hành trình di chuyển đến từng hộ dân gặp rất nhiều khó khăn khi những ngôi làng bình yên dường như bị bão số 9 xóa sổ, không còn nhận dạng được. Mặc ảnh hưởng của bão, đoàn cứu trợ của Hoa hậu Việt Nam vẫn phân chia lực lượng đến từng hộ trao tiền, kể cả hộ nằm trong vùng sâu xa nhất. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.